người lớn nhem nhẻm thế? Thứ con nhà mất dạy. Cháu chỉ nói sự thật, đây là nhà của ông bà, bác không được bán. Là con mẹ mày tham lam, muốn ỉm đi để sau này bán lấy tiền một mình. Lúc ông bà ốm, hai bác ở đâu? Bây giờ đòi về bán nhà của ông bà, hai bác mới là người tham lam bất hiếu ấy. À, mày bác ra khỏi nhà cháu đi. Mày tí sợ à, mày mất dạy thật. Bác cút ra khỏi nhà cháu nhanh lên. Mày giống con mẹ mày, dám lau tuyết à? Mày lau tuyết đi, mày lau tuyết à? Mày muốn lau không? Mày muốn lau không? Chị. Mày muốn lau không? Cháu nó còn nhỏ, chị đừng đánh cháu như thế ạ. Cô là ai mà can thiệp vào chuyện của tôi? Em là Phương, luật sư. Chị là vợ của anh Lượng à? Đúng rồi đấy. Cô không biết thôi, còn danh con này cái tôi từ nãy đến giờ. Bác cút ra khỏi nhà cháu đi. Thấy chưa? Nhà cháu, cháu còn nhỏ, không nên nói với người lớn như thế. Có chuyện gì vậy? Cô về đây rồi, không biết dạy con à? Để nó láo tuyết mất dạy thế. Chị đã làm gì nó? Láo thì phải đánh thôi. Sao chị ác vậy? Con tôi nó ốm đau bệnh tật mà chị nỡ lòng nào đánh nó? Các người ra khỏi nhà tôi ngay. Này, đây là nhà chung, nhà của bố mẹ để lại. Mà cô không muốn nói chuyện tình cảm thì hôm nay cô mời luật sư về nói chuyện bằng pháp luật. Ở nhà đi con. Khi bố mẹ còn sống, đã nói trước mặt mấy anh chị em là căn nhà này không được bán, phải để lại làm nơi thờ cúng ông bà tổ tiên. Chị cũng có mặt ở đó, anh chị đều đã đồng ý. Mà bố mẹ cũng có để cho anh chị thiệt thòi gì đâu. Tại sao bây giờ lại quay ngoắt như vậy? Chị có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không? Đó là câu chuyện trên bàn ăn, vui miệng thì nói vậy thôi, chứ đã làm gì chúc đâu. Mà bây giờ thì con cái ở đâu, thờ phụng tổ tiên ông bà bố mẹ ở đó. Nói như cô, không lẽ vợ chồng tôi phải về tận đây sống thì mới thờ phụng được bố mẹ à? Cô không thể tham lam mà một mình nuốt trọn mảnh đất này đâu. Những gì chị nói, nếu như không có bản di chúc thì pháp luật quy định những người cùng hàng thừa kế với nhau sẽ được hưởng những phần như nhau. Cứ theo pháp luật mà làm. Nếu vợ chồng cô muốn giữ mảnh đất này thì phải chi số tiền bằng giá trị nửa mảnh đất này cho vợ chồng tôi. Nếu tôi mà có tiền trả cho anh chị thì tôi đã đuổi chị ra khỏi căn nhà ngay lúc này rồi. Này, cô đừng diễn cái bài túng thiếu nữa. Đất đang lên, tiền làm cô mờ mắt, muốn nuốt trọn mảnh đất này không được đâu, còn lâu. Chị, trước mặt ông bà tổ tiên mà chị dám nói những lời như vậy. Ngôi nhà này tôi sẽ không bán, không chia chác và cũng không đi đâu hết. Được, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Cô Phương làm ngay cho tôi cái đơn. Cái thứ tham lam này không thể nói chuyện bằng tình cảm được. Chị cứ bình tĩnh. Theo tôi, chị nên suy xét lại tình huống này. Cùng là anh em với nhau cả, chúng ta hãy tìm phương án hợp tình hợp lý. Tôi nhắc lại, ngôi nhà này tôi sẽ không bán. Các người muốn kiện tôi hay muốn làm gì tôi thì làm. Con ơi, con thấy trong người thế nào? Cháu bị sao thế hả chị? Cháu bị tim. Ôi giời, giả vờ lên cơn để lấy lòng thương hại của mọi người đấy mà. Để mẹ đưa con đi viện. Gâm, nấu ruột. Mẹ đây. Ừ, tối nay anh em tự ăn nhá. Chắc mẹ về muộn đấy. Có bà ở đấy rồi gì? Ừ, thế tốt rồi, thế con nhá.